Nguyễn Cường xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả truyền hình, những người đang theo dõi chương trình Trạng cờ đất Việt năm 2015. Hiện nay chúng tôi đang có mặt trước trận thi đấu thứ tư của vòng 1/8 giải Trạng cờ đất Việt năm nay ở khu vực miền Nam. Đã có những bồn chồn lo lắng, đã có những giọt nước mắt hạnh phúc, đã có những sự âu lo, đã có kể cả sự hụt hẫng. Tuy nhiên tất cả rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn lại niềm vui của những trận đấu mang đến cho quý vị khán giả truyền hình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại hai kỳ thủ đã từng có mặt ở trong các vòng trước. Kỳ thủ Phan Phúc Trường sinh năm 1986, người đứng bên cạnh tôi, sẽ là người đi tiên trong cuộc thi ngày hôm nay. Anh đã từng tham gia Trạng cờ Quý Tỵ năm 2013, nếu như quý vị khán giả theo dõi thì vẫn có thể nhớ được gương mặt này. Anh thích lối chơi đôi công, và hôm nay anh sẽ đối diện với đối thủ của mình là kỳ thủ Võ Minh Lộc sinh năm 1988. Võ Minh Lộc đã có một chiến thắng rất ấn tượng ở trong vòng 1/16. Hiện nay cả hai anh đều đang thi đấu cho màu áo của đội tuyển Bình Phước. Như vậy là thêm một lần nữa, Bình Phước lại bắt buộc phải có sự chia tay rất nuối tiếc giữa những người đồng đội cùng với nhau. Nếu như phải chia tay trong trận đấu này mà người đó là bạn, thì bạn sẽ muốn nói điều gì đến người đồng đội của mình trong giải đấu này? Thì cái này là cái game show này, thì cái lá thăm đôi khi nó lại đưa ra cái tình huống là nghiệt ngã vậy đó, là hai người thì phải loại người. Thì thí dụ như mình bị loại thì cái người vô thì cũng xứng đáng thôi, thì cho nên là mình cũng ủng hộ đồng đội mình tới cùng thôi, miễn làm sao mang vinh quang về được. Rồi, thế còn Lộc thì sao? Còn em, nếu em bị loại em sẽ chúc mừng cho đồng đội em cố gắng đi tiếp những vòng sau. Vâng, và tôi hy vọng là hai bạn sẽ thể hiện được một tinh thần thi đấu thể thao fair play trong trận đấu này. Mời hai bạn hãy bắt tay. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức trận đấu này giữa hai kỳ thủ cùng một đội tuyển Bình Phước. Chắc chắn sẽ có nhiều tình tiết thú vị xung quanh cuộc cờ này. Quý vị hãy nhớ đón xem trận thi đấu này, bởi vì đây là một trận thi đấu mà theo chúng tôi nó hứa hẹn rất sôi động và nhiều bất ngờ. Hãy nhớ đón xem trên Today TV, VTC3, Sông Mã Ca và Thăng Long Kỳ Đạo. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trong trận đấu này, kỳ thủ Phan Phúc Trường mặc áo đỏ và cầm quân đỏ đi trước. Kỳ thủ Võ Minh Lộc mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau. Trận đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn Eni Francaise Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn Ritz Hotel Ninh Bình. Trận đấu bắt đầu. Xin giới thiệu với quý vị khán giả và các bạn, người ngồi bên cạnh tôi, bình luận viên chịu trách nhiệm phần chuyên môn, anh Trần Thanh Tân. Xin chào anh Trần Thanh Tân. Xin chào anh Trung và tất cả quý vị khán giả. Cuộc đối đầu của hai kỳ thủ cùng của đơn vị Bình Phước, cả hai người này thì đều có tiến bộ rất mạnh trong thời gian gần đây, và việc họ gặp nhau rất sớm đã khiến lãnh đội Bình Phước có vẻ hết sức là không vui, vì trong trận đấu trước anh vừa phải vượt qua đồng đội của mình, và trong trận đấu này thì hai người này sẽ chỉ có một người đi tiếp. Như vậy, với bốn kỳ thủ ưu tú của Bình Phước trong hai trận đấu liên tiếp là buộc chỉ còn lại hai. Khai cuộc rất hay, rất là lạ, nhất là đối với tôi. Vừa rồi thì thay vì đi nước xe 2 tấn 6 bình thường thì anh Phan Phúc Trường đã lựa chọn phương án chốt 7 tấn 1 và để cho anh Lộc có cơ hội đi nước pháo 8 tấn 4 phong xe lại. Thì hiển nhiên là phải đi nước pháo 8 tấn 2 để tránh khỏi khai cuộc sông pháo Á Hà, một khai cuộc mà bên hậu có khả năng phản đòn rất cao.
họ không lạ gì nhau khi đã từng ở với nhau gần một năm trời tại ở Bình Chánh, trụ sở của đội cờ tướng Bình Phước tập huấn, và họ đã ăn ở tập cờ với nhau hàng ngày một, và chắc chắn những cái khai cuộc hay nhất đã được Võ Minh Nhất cùng các đàn anh như là Nguyễn Hữu Hùng, Ngô Ngọc Minh chỉ dạy, và cả đội cùng phát triển trên nền tảng là, theo tôi được biết là được bật mí là một con software bản quyền cực mạnh. Và lý do như vậy thì hai anh đã trình diễn một khai cuộc tương đối là lạ, cũng hết sức hợp lý thôi, bởi họ chắc chắn sẽ so đọ nhau về trung tàn thay vì là sử dụng trận cuộc đã quá hiểu nhau. Cái cuộc hiện tại là rất thoáng cho cả hai kỳ thủ. Sau khi bị ép phải đi mã biên thì tuy là quân mã chính của anh Phan Quốc Trường chưa phát huy được lợi thế, nhưng anh đã được có lợi thế là xe 8 đã chiếm được vị trí trước xe 1 của anh Lộc. Thật sự trong tình huống này á, thì cái quân pháo 3 của anh Lộc nằm ở vị trí đó rất là khó chịu đối với các quân pháo và mã ở hàng 3, ở hàng dọc 3 của anh Trường. Vì đã đi pháo đầu rồi nên không thể nào mà dùng tượng để bắt được hai quân bắt con pháo chạy vào vị trí khác. Nên hiển nhiên là bây giờ anh phải dùng nước pháo 3 tấn 2 để thoát khỏi vị trí khó chịu đấy và chuẩn bị cho nước mã 3 tiến 4 bắt pháo và nhảy tới tấn công. Các bạn đang theo dõi trận cờ thuộc vòng 1/8 vòng chung kết cuộc miền Nam giải đấu trận cờ đất Việt năm 2015 giữa hai kỳ thủ Phan Phúc Trường của Bình Phước và Võ Minh Lộc cũng của Bình Phước. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh. Các trận đấu của trận cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ 3, 4, 5, 6 hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem.
Và tình huống hiện tại là có khả năng là cả hai đối thủ sẽ phải chuyển nhanh đến cờ tàn và đấu hai xe thôi các bạn. Lại một ván cờ tàn giống như vòng trước giữa kỳ thủ Trần Á Sáng và kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn. Ở trận đấu đó thì kỳ thủ trẻ Nguyễn Hoàng Tuấn đã gây vất vả cho kỳ thủ Trần Á Sáng và kết cục hai người đã hòa nhau và đến vào trận đấu cờ chớp thì kỳ thủ Trần Á Sáng mới có khả năng vượt qua được kỳ thủ trẻ đến từ câu lạc bộ Kỳ Hội Quán. Đấu hết hai xe và chuyển tàn. Cái nước đi bắt đầu đơn giản và các kỳ thủ đi nhanh hơn nữa các bạn. Tình cờ rất thú vị, rất trông rất là cần hai con pháo đứng ở hai con tốt của đối phương, hai con pháo đều ăn hai con tốt. Tuy nhiên hai mã của đỏ thì chưa lên được và hai mã xanh đã tương đối tròn trịa. Anh Lộc đang cố gắng tận dụng lợi thế về việc hai mã đang đứng ở vị trí tốt hơn và đang tiến lên. Ở tình huống này thì tôi nghĩ anh Phan Quốc Trường sẽ không lấy mã ăn pháo đổi quân đâu. Vì nếu là như vậy thì việc cơ động của hai mã thì sẽ nhanh chóng tiêu diệt chốt hơn. Anh Trường đã quyết định đổi con và phát triển mã 8. Rất kỹ lưỡng đưa các bạn. Nếu như vội vã đi mã 5 tiếng 3 thì có nhiều khả năng sẽ bị nước pháo 7 bình 1 mất chốt. Mà trong thời điểm hiện tại thì chỉ một con chốt cũng quyết định cả kết quả cả bàn cờ. Nên các kỳ thủ rất là kỹ lưỡng ở những từng nước đi của mình. Tôi cho rằng là hai bạn này sẽ phải tranh hùng với nhau trong trận cờ trước. Bởi vì như các bạn nhìn thấy hình là hai bên đều cây đều tốt, đều chằn chặn với nhau. Và với khả năng này thì sau khi mà bên hậu đi mã 5 tấn 3 thì tôi vẫn nghĩ là trận đấu sẽ kéo dài đến phần cờ trước. Các bạn đang xem trận cờ thuộc vòng 1-8 vòng chung kết của miền Nam giải đấu chặng cờ đất Việt 2015 giữa hai kỳ thủ Phan Phúc Trường của Bình Phước và Võ Minh Lộc cũng của Bình Phước. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh. Các trận đấu của trận cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật
14 giờ thứ hai hàng tuần trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ 3, 4, 5, 6 hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị đón xem. Bây giờ đơn giản là nếu cầu toàn thì pháo 3 có thể bình 7 để chặn đường lên của ngựa. Sau đó khởi động mã 7 tấn 6 thì cũng tương đối hay. Tất nhiên trong trường hợp mà pháo xanh phải di chuyển đi chỗ khác. Vâng, và pháo 3 bình 7. Mã 3 tấn 5 liên kết hai cánh mã với nhau. Tôi nghĩ sau nước đi này có thể anh Trường sẽ đi pháo 8 tiếng 3 và pháo 8 bình 9 để bảo vệ tốt biên. Sau đó mở đường cho mã 7 tiếng 8 hoặc mã 7 tiếng 6. Hiện tại thì hai đối thủ lại tiếp tục đi những đi chắc chắn, ngăn cản các quân của đối phương gây nguy hiểm. Chú chính đã được giải thoát. Bây giờ thì mã 7 đã sẵn sàng tiến lên và anh Trường chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn. Cả ba quân của anh Trường đã nằm một cánh, khả năng phô tấn công rất cao. Một bên thì sẽ bắt bằng được tốt đầu, một bên thì bắt tốt biên của đối phương. Trận đấu càng ngày càng trở về thế cân bằng. Vâng, đã đổi cây. Bên xanh chỉ có ưu thế một chút thôi, ưu thế một chút thôi. Là mã bắt tốt. Thế tôi nghĩ là cả hai sẽ sắp bắt tay nhau hòa thôi. Và không sao, chúng ta sẽ được chứng kiến một ván cờ chớp. Ở thể thức của trạng cờ đất Việt 2015 thì ván cờ chớp không có khả năng hòa. Chỉ có khả năng hòa trên bàn cờ chứ hai đối thủ vẫn sẽ phải một người ra đi, một người ở lại. Và Phan Quốc Trường sẽ có 4 phút, mỗi nước đi lũy tiến 3 giây, được đỡ hòa trước Võ Minh Lộc. Anh Lộc vẫn quyết tâm tấn công. Sẽ không đủ thắng. Chắc hẳn các bạn còn nhớ vòng đấu trước thì anh Võ Minh Nhất đã chiến thắng đồng đội mình ở ván cờ tàn và pháo hai chốt đánh với mã Bình Sĩ Tượng. Thì hình cờ này cũng tương tự, nhưng bên mã Bình Sĩ Tượng lần này lại có thêm một chốt hộ cờ, hộ phòng thủ. Thì rất khó cho bên pháo hai tốt của anh Võ Minh Lộc để giành chiến thắng.
những đi vội vã của anh Trường, anh đã mất đi chút đầu. Tình thế bắt đầu khó khăn cho anh Trường rồi thưa các bạn. Vâng, cờ tàn pháo hoa là một phương án xử lý tương đối chuẩn chỉ của Võ Minh Lộc. Với 30 nước đi, nếu 30 nước mà không ăn cây, không chiếu hết thì ván đấu sẽ hòa. Chính vì vậy mà phá hai tốt sẽ rất khó vần. Tôi nghĩ rất khó khăn để có một chiến thắng ở trong tình huống này. Trí tưởng rất tròn rồi. Vì việc để hai con chốt mà thể là cặp vào cung thì cũng mất hơn 10 nước rồi. Chưa kể những vị trí mà khi mà mã bắt tốt thì phải chạy nữa. Vâng, anh Trường đã ăn sĩ. Thì ăn sĩ cũng là một lựa chọn tốt, bởi vì mà khi mà què cặp sĩ thì về cơ bản về cờ tàn sẽ khó có ngòi để có thể chiếu được đối phương. Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ không ăn sĩ rồi. Tại vì nãy giờ đã được khoảng 5-6 nước rồi. Cứ làm như thế thì số nước lại xóa đi và lại đếm từ đầu lại thì rất là khó để thủ hòa. Đối với các kỳ thủ chuyên nghiệp thì việc phòng thủ ở hình cờ mã bên sĩ tượng đối với phá hai chốt là một chuyện không khó. Nhưng đối với các kỳ thủ phong trào hoặc là các bạn khán giả thì có thể mình cũng chưa từng phòng thủ ở thế trận này, hoặc mình cũng chưa biết cách để phòng thủ. Thì xin mời các bạn hãy xem cách phòng thủ của anh Phan Quốc Trường có hợp lý, hay là khả năng tấn công của anh Võ Minh Lộc có dẫn đến một chiến thắng dễ dàng cho anh hay không. Tôi xin được nhắc lại các trận đấu của Tràng Cờ Đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào 15 giờ thứ bảy và chủ nhật 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạm. Bây giờ thì màu chốt của anh Lộc đã tiến sát cung rồi thưa các bạn. Người cầm quân bên xanh, kỳ thủ trẻ Võ Minh Lộc, vừa mới cùng đội tuyển cờ tướng Bình Phước giành ngôi vô địch đồng đội giải vô địch quốc gia năm 2015 diễn ra tại Thừa Thiên Huế. Anh đang có một phong độ rất tốt. Vâng, và quả thật là những chiến thắng thì đem lại cho người ta sự nhớ nhung nhiều hơn là những ván thua. Anh ơi, Trần Thanh Tân đặc biệt nhớ đến chi tiết này. Và ngay sau khi kích bại anh Võ Minh Lộc thì anh một mình một lực ngựa cho đến thời điểm cuối cùng là chiến thắng nốt cả Võ Minh Nhất, lãnh đội của anh Võ Minh Lộc, và lên ngôi vô địch của vòng loại thứ nhất Chặng Cờ Đất Việt 2015. Anh Lộc có vẻ ung dung, vẫn chưa tiến chốt xuống để hỗ trợ tấn công. Anh vẫn đi lanh quanh thôi. Chưa biết anh có nhớ về cái quy định đếm 30 nước hay không. Xin nhắc lại với quý vị khán giả là ở luật thi đấu của toàn quốc thì mỗi ván đấu sẽ có 50 nước đếm nước để thủ hòa. Nhưng riêng ở giải Chặng Cờ Đất Việt năm 2015 thì số nước để đếm hòa là 30 nước, không ăn quân. Lý do là ở giải toàn quốc thì các kỳ thủ thi đấu 60 phút, mỗi nước đi lũy tiến 30 giây.
Và trong giải chặng cờ đất Việt, các kỳ thủ chỉ có vỏn vẹn 25 phút, thậm chí là 6 phút đến 4 phút để hoàn thành ván đấu của mình. Cờ tướng thì hết sức hấp dẫn, nhưng mà một trong những nhược điểm của nó là do thời gian các kỳ thủ suy nghĩ quá lâu khiến ván đấu trở nên nhàm chán và những cái nhịp nó không được sôi động. Chính vì vậy cho nên là chặng cờ đất Việt 2015 cũng do ảnh hưởng của sóng truyền hình và cũng do quan trọng nhất là do những cái kịch tính của ván đấu đã quyết định kéo ngắn trận đấu lại. Và những cái này thì nhận được sự phản hồi rất tích cực từ những khán giả, những người ưa chuộng lối chơi tấn công, lối chơi hay và đẹp. Các bạn đã thấy được là anh Trường cũng không phải là một kỳ thủ nghiệp dư, và anh đã từng thi đấu rất nhiều giải toàn quốc nên kinh nghiệm phòng thủ của anh rất chắc chắn. Khi mã nằm ở vị trí ngay tối đầu thì nó đã khống chế hai chốt của anh Lộc không cho vào và có thể kéo dài được trận đấu ra. Đã đến giai đoạn quyết định thôi các bạn. Số nước đếm đã gần đủ và hai chốt đã tiến tới sát cung rồi. Không biết là anh Trường có thể phòng thủ được qua giai đoạn này hay không. Anh Lộc đang lưỡng lự ở nước đi này. Có thể anh đang dự tính đi nước chốt 7 bình 6. Nhưng nếu đi như vậy thì anh cũng chỉ khống chế được mã của anh Trường thôi, chứ không thể nào kết thúc được ván đấu. Vì khi tướng 4 tướng 1, sĩ 6 thái 5 thì mã 5 tiến 4 thì cũng chưa làm thể làm được gì. Các bạn đang theo dõi trận cờ thuộc vòng 1-8 vòng chung kết cục miền Nam giải đấu trận cờ đất Việt năm 2015. Giữa hai kỳ thủ Phan Phúc Trường và Võ Minh Lộc cùng của Bình Phước. Giải đấu nhận được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hạn Eni Franchise Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh. Các trận đấu của trận cờ đất Việt 2015 sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên kênh VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Khá bất ngờ khi anh vừa đi nước chốt 7 tiếng 1. Và trận đấu đã có kết quả hòa và chúng ta cùng chờ đợi trận đấu cờ chất. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà.
Trận đấu cờ trước bắt đầu. Tốt 3 tấn 1 phá 2 bình 5. Chạy rất nhanh. Ở trận đấu này thì anh Võ Minh Lộc đã được đi cầm bên đỏ và đi trước. Còn anh Phan Phúc Trường là sẽ cầm bông xanh và đi sau. Bây giờ thế trận sẽ là nghịch pháo. Có 6 tiếng 5, nước tích cực, bắt quân và tranh tiền. Thời gian dành cho bên Hậu gần như chưa sử dụng. Và bên Tiên chỉ còn gần 5 phút thôi. Cái trận này thì bên Tiên buộc phải chấp hòa bên Hậu thì rất khó khăn. Lợi thế của anh Lộc và hiện giờ là không còn. Nhiều khả năng anh Trường sẽ đi xe 9 bình 6. Xe 9 bình 6 trước, bởi vì nếu mà vật pháo lên thì sẽ lập tức bị xe 2 bình 4 bắt chết pháo. Ở thế trận cầm tiền mà buộc phải thắng, tôi nghĩ anh Lộc sẽ không phòng thủ nước trước bắt đầu. Tôi nghĩ anh sẽ đi nước sau khi anh Trường đi xe 9 bình 6 thì anh Lộc sẽ đi xe 2 bình 7, ăn chốt và bắt mã. Quyết định đối công quyết liệt. Vì nếu như mà để những nước đi đơn giản thì thế trận sẽ dễ đến hòa. Và khi hòa thì anh sẽ là người dừng bước ở tại đây. Vâng, xe 9 bình 6 rồi. Xe 2 tiến 2 giữ mã. Chấp nhận cho anh bắt đầu và ghim mã cung. Nhưng thực tế thì nước đó cũng không nguy hiểm lắm, vì quân xanh chưa có quân hỗ trợ để tấn công. Trong khi đó nếu mà ăn như vậy thì rất nhiều khả năng sẽ bị mã 3 tiến 4 hoặc là xe 8 bình 5 gây áp lực rất lớn. Tôi nghĩ là có thể ăn tốt đầu được. Nếu mã 3 tấn 4 thì chuyển pháo 6 bình 8 cũng là có hướng đánh. Một nước cờ có vẻ là hơi ngạc nhiên một chút. Xin lỗi anh Tân, nếu bây giờ mình đi pháo bên đỏ đi pháo 5 tấn 4 thì sao?
Không sao cả, vì anh Trường đã sẵn sàng ở nước mã 3 tiếng 5. Vâng. Vì phục sẵn rồi, nếu mà anh Lộc sai lầm thì sẽ gặp nguy hiểm. Anh Lộc đã phát hiện ra và không mắc vào cái bẫy. Bây giờ thì người gặp khó khăn chính là anh Trường thưa các bạn. Mã 5 đang bắt xe và xe 7 đang bắt mã 3. Anh Trường quyết định phế cây. Trong cờ chớp thì không có nhiều e ngại khi kém một cây đối phương mà có bị đánh cả. Các bạn đang xem trận cờ thuộc vòng 1/8 giữa hai kỳ thủ Phan Phúc Trường và Võ Minh Ngọc cùng của Bình Phước. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Eni Franchise Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà hàng Sen Đầm Trị. Các trận đấu của trận cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ 3, 4, 5, 6 hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Thời gian đang cạn dần và các kỳ thủ vẫn đang ở tình huống đối công nên họ mỗi nước đi đều phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Anh lại pháo. Nguy hiểm rồi thưa các bạn. Hình như có một sai lầm của anh Lộc rồi. Bây giờ nếu như anh Lộc đi xe 7 bình 8 thì sẽ bị nước pháo 3 bình 7 và hâm bí hết nước đỡ. Còn nếu như đi mã 3 tiếng 5 thì hiển nhiên là pháo 3 thế na và mất xe. Và nguồn nước cờ rất hay. Pháo 6 bình 3 bắt xe và dọa cuột sang đâm chiếu không có nước nào đỡ cả. Thế tình thế là tôi đã đề cập nhiều lần là mã công chúa nói vui, tại sao là công chỉ có công chúa thì mới hồi cung thôi, mà không mã hồi cung này thì cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là anh em hay gọi là mã công chúa. Mã công chúa này bị pháo đầu đóng chặt, nhiều khi bên pháo đầu đóng chặt có thể phế hết cả hai xe vẫn có thể giành chiến thắng. Vâng, buộc rồi, kém xe. Tuy kém xe hay, nhưng mà chỉ mất một cây thôi, vẫn còn có khả năng tiếp diễn. Tôi nghĩ là rất nguy hiểm đấy, bây giờ pháo 3 mà bình 8 thì cũng có nhiều chuyện để nói. Rất nhanh, rất kinh nghiệm. Có thể ấn xuống khóa cửa, giữ trước một nước sau đó mới đi phá. Vâng, pháo 3 thái 1, dọa chuyển sang bắt chết pháo. Bây giờ mới thấy là nước xe 7 bình 4 của bên xanh rất là hay, hạn chế tầm hoạt động của mã. Nếu mà lao bên kia đã có mã biên lo cái việc phòng thủ rồi. Tôi nghĩ là rất là khó khăn cho anh Lộc ở thời điểm này. Xuống khóa tượng và đã chờ sẵn. Có chấp nhận mã tượng hay không? Thời gian cho anh Lộc chỉ còn hơn một phút một chút mà thôi. Trong tình thế buộc phải giành chiến thắng. Phan Phúc Trường đang tính toán, và Phan Phúc Trường thì đã từng có mặt trên ghế nóng của trạng cờ Quý Tỵ. Chắc chắn là anh có kinh nghiệm hơn đối thủ của mình. Quyết định với cây. Vì rất đơn giản, anh Trường không cần thắng ở tình huống này. Anh chỉ cần hòa là anh đã bước vào vòng trong rồi thưa các bạn. Được cờ rất kinh nghiệm, với xe pháo mã mà đỡ hòa xe mã thì cũng tương đối đơn giản. Tôi nghĩ thời gian là cái cơ hội cuối cùng của anh Lộc ở trong ván đấu này. Kềm ngựa lại. Nhớ đi rất kinh nghiệm của anh Trường. Không cần tấn công. Bây chỉ giờ cần để không... vòng mã về trèo lên, trèo lên. Dọa bắt mã của đối phương.
Đỏ đang thiệt cây và buộc phải chấp hòa, rất khó khăn. Nếu tốt 7 tấn 1 thì sẽ lập tức chém mã lên mã. Vâng, giật xe về, giật pháo về cô còn kinh nghiệm hơn. Đâm bắt tượng, bật pháo vào tốt, gần như không còn đủ binh lực rồi. Một xe thì không thể nào chiến thắng ở trong cờ này. Không còn đủ binh lực rồi. Ăn mã lên chăng? Anh ăn xe lên. Xin chúc mừng anh Phan Phúc Trường. Một cú bắt tay của hai người đồng đội rất là hay. Hẹn gặp lại Võ Minh Lộc vào mùa giải sang năm. Và xin cảm ơn anh Trần Thanh Tân. Xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Xin chào các quý khán giả. Và cảm ơn anh Trung đã cùng tôi bình luận trong trận đấu rất là kịch tính này.